nào các bạn nhìn này hôm nay thì chúng ta sẽ vào cái phần 2 của phần nghiên cứu thị trường trong phần thiết kế đồ họa đó là quy trình để muốn làm được ra cái này thì các bạn sẽ phải qua rất nhiều nhiều công đoạn và cái công đoạn của cái công đoạn mà các bạn sẽ phải làm nhiều hơn và cụ thể nó sẽ làm như thế nào trong vấn đề đồ họa thì chúng ta phải nhìn ở đây nha à, thực ra là cái việc nghiên cứu thị trường thì theo các bạn thì chúng ta sẽ có bao nhiêu cách để chúng ta tìm hiểu được cái cái thương hiệu cái doanh nghiệp mà mình muốn nghiên cứu để chuẩn bị mình thiết kế được hoạt là như nào bởi vì các bạn để ý rằng là nếu mà chúng ta mà không nghiên cứu được thị trường và chúng ta không có một cái sự phán đoán về thị trường đó thì chúng ta luôn luôn là dừng lại mức độ là chúng ta vẽ hình thôi chứ chúng ta không đưa ra một cái nhận định gì cả chúng ta không học hỏi được cái gì trên các nền tảng về thiết kế cả nha các bạn nhìn này đưa ra thì chắc chắn là ở đây nó có mấy cái khía cạnh như sau một bạn muốn nghiên cứu thị trường thì qua 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 những cách như sau có thể có trực tiếp được không ạ? Trực tiếp bằng cách nào? Nào theo các bạn. Theo các bạn muốn nghiên cứu thị trường thì chúng ta sẽ nghiên cứu bằng cách trực tiếp thì bằng cách nào? À tự đi xem về thị trường. Ví dụ em cho một ngành nghề nó đi. Ví dụ thầy đưa chủ đề nhá, cà phê. trong năm mình rất nhiều người hay uống cà phê nên thầy cho thầy hỏi là bây giờ chúng ta sẽ đi uh, đi trực tiếp thì chúng ta sẽ đi qua những chỗ nào à, qua quán cà phê qua quán cà phê đến quán cà phê phát là chúng ta hiểu luôn hay như nào không, xem. Xem. xem bằng cách nào không có nghĩa nghiên cứu thị trường đầu tiên là chúng ta sẽ phải hiểu rằng là hiểu về những chủ đề gì giá có biết giá không nhìn giá thì nhìn ở đâu ạ à? à, ok vậy thì chúng ta có nên đến một cái quán cà phê sau đó chúng ta đưa ra quyết định không hay là chúng ta phải đưa ra đến một quán cà phê thứ hai À, nhiều quán hoạt động và chúng ta có thể là chúng ta đoán được độ tuổi không đi đến đấy dùng xem cái menu, sau đó ngồi lại quán cà phê và nhìn xung quanh xem cái nửa tuổi mà quán cà phê đấy ngồi từ sáng đến chiều là những đứa tuổi bao nhiêu. Có đúng không ạ? Và đây là cái giá trị là các bạn tự nghiên cứu. Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta nghiên cứu với một chiến dịch của một công ty thì thường thường chúng ta sẽ có một cái phần thưởng là quà tặng. Các bạn biết phần thưởng quà tặng là gì không ạ? Có nghĩa là tặng cho người ta một cái gì đó để người ta mang về, ví dụ móc chìa khóa. Và sau đó thì mình mới hỏi là chị ơi cho em hỏi là chị sinh năm bao nhiêu bạn ơi bạn cho tôi hỏi là bạn sinh năm bao nhiêu để chúng ta đúc rút là cái độ tuổi của họ các bạn hiểu cái này chưa ừ. rồi thường thường là chúng ta sẽ chúng ta tìm hiểu thị trường tiếp theo nữa là gì chúng ta có nên tìm hiểu về thành phần của sản phẩm không ạ nào các bạn bạn cái đấy là thành phần sản phẩm không bởi vì cái thành phần sản phẩm nó sẽ quyết định đến một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó là các bạn đưa vào cái thiết kế của các bạn Ví dụ bạn nghiên cứu 5 cái thương hiệu sản phẩm về cà phê nhưng bạn rút ra một cái cà phê nó có đặc điểm trội hơn hẳn so với toàn bộ tất cả cà phê còn lại. Ví dụ cà phê trồn. Thì nó từ cái gì chẳng hạn? Đúng không ạ? Uống nó có ngon không? Vì sao nó ngon? Đúng không ạ? Đúng không em? <laughs> Rồi, chúng ta nghiên cứu được tất cả những thành phần đấy để trừ về chúng ta sẽ phân tích điểm mạnh và điểm yếu của cái cà phê đó. Điểm mạnh nó là gì ạ? Các bạn biết uống cà phê là chúng ta có tác dụng gì không ạ? Nó có tác dụng cho tim mạch không em? Ừ. Nó có tác dụng Một cái tác dụng rất là quan trọng Đối với người lớn tuổi nha Nhưng mà ở đây trừ một số bệnh lý Tôi nói trước là để cho các bạn biết Và thường thường người ta hay khuyến cáo Là uống cà phê vào buổi sáng Bởi vì nó cực kỳ tốt cho tuyến tụy Bạn biết tuyến tụy là gì không ạ? Đấy là một trong những yếu tố giá trị chuyển hóa nha chúng ta làm giá trị chuyển hóa đó có nghĩa là thường thường những người lớn tuổi khi ăn vào chúng ta chuyển hóa rất kém nên chính vậy mà nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái ví dụ đường điếc các thứ rồi đấy thì cái cà phê nó sẽ giúp ích cho cái việc các bạn điều đó được chưa bây giờ thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để cho cái cà phê chúng ta có giá trị tiếp theo ạ sau khi nghiên cứu về thành phần của tất cả các đối thủ cạnh tranh của chúng ta rồi thì chúng ta phân tích điểm mạnh và điểm yếu của họ như thế nào thì bắt đầu chúng ta ra những cái loại cà phê nó phù hợp ví dụ cà phê đen không có đường thì cực kỳ là tốt cho những người là giảm cân đúng không em cà phê có đường thì lại giúp cho những người sao tăng cân chẳng hạn rồi cà phê là tốt cho sức khỏe được không Nãy thì các bạn về các bạn sẽ phải đưa vào những cái thành phần đó để khi bạn ra thị trường ngoài những cái thành phần tốt của thị trường đó thì bạn sẽ phải đưa cái thành phần trội hơn hẳn có nghĩa là tôi đã đủ tất cả thành phần của các bạn rồi bây giờ tôi lại có hơn cái thành phần của các bạn sau đó thì giá của tôi tốt không ạ các bạn đưa ra một cái giá cho tôi nên tại sao các bạn có thấy là trong một cái bản thiết kế của chúng ta là chúng ta đưa các thành phần đó sau đó chúng ta lại đưa về giá nữa mà giá của chúng ta đưa ra một cái giá nó cực kỳ sát với thị trường ví dụ thị trường đang bán hai mươi năm À, có chỗ này bán khoảng 20.000 chúng ta đã bán 23.000 là chúng ta đã nằm ở khu vực giữa rồi em hiểu cái này chưa <laughs> thì cái đấy là một chiến dịch về giá để làm sao mà khi đưa vào những cái giá trị về ấn phẩm về thiết kế đồ họa chúng ta phải có một cái sự uh, gì cũng biết về thương hiệu là gì biết thị trường là gì có loại cà phê ra sao và giá của nó ra sao uh, và khi mà giá ra sao đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần phân khúc của các bạn phân khúc khách hàng của các bạn là gì và họ có thu nhập bao nhiêu tiền trong một tháng các bạn có thấy là nhiều lúc mình làm về đồ họa mà lại nghiên cứu nhiều thứ không ạ Đấy ví dụ như người ta thu nhập uh, Em bảo là chúng ta đi nghiên cứu về một cái chủ đề bất động sản Nhưng đó là dành cho những người gọi là gì Có thu nhập rơi tầm khoảng 10 đến 15 triệu trong một tháng Vậy thì cái nhà của bạn là nhà như thế nào Có phải là cao cấp không Đấy chúng ta phải đưa ra những cái tiêu chí đấy Vậy thì nếu không cao cấp thì chúng ta phải thường thường là chúng ta phải no là Chúng ta phải tính toán một cách rất kỹ đưa ra một cái content cái nội dung trên cái phiên bản thiết kế đấy và sau đó bạn dùng hình ảnh thiết kế đấy và bạn đưa ra các tiêu chí để làm sao người ta sẽ tiến đến với bạn ví dụ các bạn nhớ nhá ví dụ chỉ cần thu nhập từ 10 triệu có 10 triệu trong trong một tháng bạn có thể sở hữu một căn nhà rơi tầm 72 mét vuông với giá trị đắc địa nằm ở vị trí trung tâm ở chỗ nào ví dụ ở mỹ đình chẳng hạn được chưa có khuôn viên có bệnh viện có trường học đấy có khu vui chơi chẳng hạn được chưa và với tiêu chí là gì được bảo hộ và được ngân hàng BIDV cho vay vốn dưới tầm khoảng 30 năm đúng không 20 năm giá trị bạn vay được khoảng 70% giá trị đó và mỗi một mỗi một tháng bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là bao nhiêu tiền miễn phí 2 năm đầu nhá và tất cả các năm còn lại thì bạn sẽ tính theo biên độ giảm dần của lãi suất ngân hàng và sau đó thì mình sẽ đưa ra vậy thì cái nội dung vừa rồi thầy vừa nói cho các bạn đó là dành cho những người đi mua nhà để ở có đúng không ạ? Và người ta cho vay vốn Vậy thì lúc đó người ta mới có một cái nút là Hãy liên hệ với số điện thoại Hãy liên hệ với số Zalo Để làm sao? Để gặp tư vấn viên Đúng không em? Em thấy đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là bây giờ xu thế Bây giờ nhà trung cư đang lên tiền Giá tiền bây giờ đang khủng khiếp Và chính sách của đất đai của hiện tại bây giờ đang cũng rất là khủng khiếp Ví dụ Bây giờ một cái nhà trung cư sau khi mở 20 năm đến 30 năm đến 50 năm sau một cái nhà xuống cấp Thì bạn có thể dừng ở cái nhà đấy nhưng sau này sẽ được đền bù đúng ở cụ vị trí giống như vậy Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Và nó được quyền sở hữu gì? lâu no năm chứ không phải là 50 năm nữa Nha, luật đất đai bây giờ nó có rồi Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được điều đấy thì chúng ta mới Chúng ta mới nêu lên Các bạn hiểu chưa? Nêu lên trong các bản thiết kế đấy Vậy nó dài như vậy bạn có thể cắt ngắn được không? Bạn có thể cô động được không? Đó, vậy thì khi mà bạn làm được các tiêu chí đấy Đầu tiên là gì? mua nhà nhưng không đủ tiền chúng ta phải nghiên cứu đối tượng của khách hàng của chúng ta mà bây giờ mua nhà chứ đủ tiền thì chắc chắn là phải có ngân hàng vay vốn rồi gì nữa đúng chưa và mua nhà thì phải cần gì gần khu vực nam đúng không vậy thì nó nằm ở đâu này vậy mua nhà cần phải có chỗ nào có trường học này có bệnh viện này đúng không ốm đau còn đến bệnh viện trường học để cho con cái học đúng không bệnh viện để có thể là bố mẹ đến mình đến con cái mình ví dụ có vấn đề gì thì vào viện đúng không có khu vui chơi để dành cho ngày cuối tuần để chúng ta chơi bời với nhau Đúng không ạ? Vậy thì khi mà làm như vậy thì cái câu chuyện của việc bán hàng nó rất là đơn giản Các bạn hiểu cái này chưa? Nên tại sao nó lại bán được? Và khi mà bạn mua mà bạn không có đủ đủ những cái nguồn từ kinh phí đến mọi thứ thì tự nhiên lại có ngân hàng Và tất nhiên ngân hàng thì nó sẽ làm sao? Trước khi mua một sản phẩm nào đó nó sẽ phải kiểm định Đúng không ạ? Để nó cho vay vốn chứ làm gì có chuyện nó cho vay vốn lung tung được không ạ Bạn có ra được sổ đỏ không? Đúng không ạ? <laughs> nào thì các bạn nhìn vào đây ở đây nó có mấy nghiên cứu như sau thứ nhất thầy tóm lại đó là có nghiên cứu đó là mất tiền các bạn nghiên cứu mất tiền là gì không ạ là chúng ta sẽ làm sao đi làm cho một công ty em đi làm cho một công ty sau đó thì em sẽ làm sao em sẽ thực thi với cái giá trị là gì tạo ra cái chiến dịch là offline offline bằng cách là các bạn có thể đến các trung tâm thương mại hoặc là đến cái đối tượng người dùng chúng ta là đâu ví dụ nếu chúng ta là một cái quán nha một cái quán ăn một cái quán ăn đấy nhà thiên về đồ ăn cho sinh viên thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm một cái chương trình chiến dịch nó ở nay bến xe buýt các bạn nhớ không? bởi vì sinh viên chúng ta đi xe buýt rất là nhiều thì chúng ta có thể qua đó và chúng ta sẽ làm một cái quầy để chúng ta phát một cái phiếu nhưng để muốn phát một cái phiếu nào đó thì các bạn sẽ nhớ là phải có cái gì tặng cho người ta đúng không chứ không tự nhiên người ta tặng ra được đúng không ạ nên các bạn có thấy nhiều lúc mà có những trường hợp mà người ta phát cho các bạn là uống cái này ăn cái kia đúng không ạ thì chúng ta có thể đến đó và khi đến đến thu thập được khách hàng thì nhớ một điều rằng là ở đây nó có mấy tiêu chí như sau. Một, nếu mà các bạn đưa số điện thoại, đưa email thì chắc chắn là sau này người ta sẽ tổng hợp lại và người ta sẽ về nhà người ta sẽ cho một cái bộ phận truyền thông quảng cáo đó là chạy quảng cáo, người ta chạy theo số điện thoại của các bạn. Các bạn hiểu cái đấy không ạ? Và tất nhiên là chạy theo số điện thoại và người ta sẽ chạy theo khu vực nào ví dụ người ta có thể làm một cái bốt ngay ngay ở cà phê ngay chỗ này thì người ta sẽ bán ở khu vực của chúng ta rất là dễ và bây giờ cái nhu cầu của cái việc là ship hàng và chuyển đồ nó rất đơn giản và các bạn nhớ là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà chúng ta mất tiền mất tiền thứ hai đó là chúng ta chạy quảng cáo các bạn biết chạy quảng cáo không ạ và chạy quảng cáo thì chúng ta là sự phỏng đoán và chạy khoảng hai ba lần thì bắt đầu là google rồi facebook rồi tất cả mọi thứ sẽ đưa về thu thập cho các bạn về cái là từ con người ở vị trí nào này, thứ hai là họ độ tuổi bao nhiêu, hay tương tác vào cái thiết kế của các bạn này, các bạn hiểu cái này chưa? và họ hay tương tác vào tầm tối hay sáng hay trưa hay chiều này để chúng ta nên một cái chiến dịch và tất nhiên là để muốn thử một một vài chiến dịch thì người ta phải thử khoảng năm sáu cái để làm gì? để cái nào mà bắt nhất, cái nào được tương tác nhiều nhất thì người ta sẽ chọn nha và tiếp theo nữa là khi mà Chúng ta nghiên cứu thị trường thì chúng ta sẽ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh bằng cách là chúng ta search những cái từ khóa về cái đối thủ cạnh tranh. Chúng ta có thể search về những cái ấn phẩm của thiết kế của họ từ banner, poster, standy để chúng ta đưa ra à tại sao nó có nội dung này nó hay thế? Ờ tại sao chúng ta xem bên nhà họ chúng ta phải xem giá này, xem hình thức bao bì nhãn mát này để chúng ta gì đưa về để chúng ta thiết kế làm sao nó bắt mắt hơn, giá nó hợp lý hơn. Em ấy thấp thấp hơn 1k thôi. Là câu chuyện rất là khác nhau rồi. Đúng không ạ? và cái đối tượng người dùng à vậy tại sao nó dùng màu xanh tại sao nó có những chương trình này chương trình kia bởi vì chúng ta phải nhớ một điều rằng một sản phẩm khi bán dần dần bây giờ phải tăng giá trị sản phẩm lên ví dụ mua một sản phẩm một cái bim bim tặng cho một cái uh, tất mua một cái bim bim chuẩn bị uh, ví dụ mua một cốc và về chuẩn bị sắp tặng cho một cái miếng sô cô la sắp đến ngày 14 tháng 2 rồi ví dụ thế uh, tặng cho một cái khăn tặng cho một cái hộp quà xinh xinh hình trái tim tặng cho một bông hoa hay là đấy thì thực ra là cái tiêu chí là tặng cho một cái này hay một cái kia thì nó vẫn phải nằm trong lãi suất nhá các bạn nhớ nhá tặng quà phải nằm trong lãi suất em tặng quà mà quà của em còn to hơn cả, cả cả việc sản phẩm em bán thì chết là chết đói em hiểu không nên cái nguyên tắc là người ta tặng quà hồi xưa thì thầy đi đến một cái chỗ mà cà phê thủy trang ở chẳng giảng võ đấy nhá các bạn nhá cứ đến ngày giáng sinh hoặc là gì đó thì người con trai rất hay là cứ vào đấy là sẽ được tặng rất không cần biết em chỉ cần ngồi vào uống cà phê là sẽ có một hộp, quà ra bằng tất và con gái thì lại có một cái khăn được tặng khăn và người ta mua cái giá trị tất nhưng nó không phải là tất xịn nhưng mà nó là trở thành cái văn hóa cho chính cái quán đó và khiến chúng ta có thể nhớ lâu hơn đúng không vậy thì từ đó mình nghiên cứu à, cái này hay nhà mình có thể về áp dụng cho quán mình được không và khi mà cứ mỗi lần mà áp dụng như vậy thì bắt đầu nó sẽ sinh ra một cái việc như sau người ta đồn nhau đấy bà chị ơi hôm nay chị nhận quà cho em xin chụp cái ảnh này của chị Đúng không ạ? Và các bạn có thấy là đi qua cái MB Bank vừa rồi không? Các bạn có nhìn thấy MB Bank Tại sao nó lại tạo một cái khu vườn ở đấy nó có đào này xong có hoa này Bởi vì sao? Để cho mọi người check in Mà em biết check in chụp chỗ đấy thì có phải dính vào logo không em? Đúng không em? Và khi dính vào logo thì cái khả năng truyền thông của nó cực kỳ lớn Vậy thì ngoài giá trị mà chúng ta chụp ảnh Chúng ta làm về thiết kế thì chúng ta phải làm như thế nào để làm sao cho nhiều người biết đến được không ạ? Đúng không ạ? thậm chí là những người người ta người ta sẽ lì xì cho mỗi người là năm nghìn hoặc là hai nghìn đồng với điều kiện là các bạn việc vào dịp tết bạn có ở thẻ ngân hàng của ví dụ mb bank tôi sẽ tạo cho khung cho bạn chúc mừng năm mới em biết cái khung rồi đúng không khung trên facebook đúng không mọi người biết cái khung trên facebook không người ta tặng cho chúng ta một nghìn những người nào có thẻ tặng cho một nghìn với điều kiện là đấy bạn có thể làm như điều đấy hiểu cái này chưa đã OK hoặc là người ta sẽ có một cái uh, tải app để thứ nhất là sẽ được tặng bao nhiêu tiền đấy đấy là một trong những yếu tố để người ta có thể nan, nan truyền nhưng cái vấn đề tặng đấy nó phải nằm trong giá trị là kinh tế chứ không phải là người ta cầm tiền thì nó vất qua cửa rổ nha các bạn nhớ nhá OK à, nghiên cứu chúng ta còn có thể là đọc qua bài viết chúng ta phải đọc qua bài viết của người khác chúng ta phải đọc qua đánh giá của người khác chúng ta phải có một bản câu hỏi cho người khác về các thành phần ra sao liệt kê giá tiền ra sao từ độ tuổi ra sao tại sao bạn lại thích cái này và thậm chí bạn lại còn phải hỏi thêm một cái tiêu chí nữa là vậy thì xin hỏi các bạn là các bạn tại sao lại đến quán tôi uống mà không phải là đến quán người khác uống ví dụ nói về cà có nhiều người bảo là tại vì lý do là em nó gần chỗ học của em đấy là một yếu tố đúng không ạ à, nó gần nhà em đúng không ạ và tiếp theo là có nhiều người người ta đưa ra mà nó gần khu văn phòng nhà em được chưa vậy thì bây giờ sau khi tôi tổng hợp tất cả các khu vực lại thì tôi thấy là cái khu văn phòng được rất nhiều người cái tỷ lệ của nhiều người văn phòng ấy vậy thì tôi hỏi bạn nhé tôi có nên mở một cái quán cà phê gần khu văn phòng không có đúng không ạ bởi vì làm sao thứ nhất cự ly mà em hiểu cái điều điều tôi vừa nói chưa nên cái nghiên cứu thị trường này nó không chỉ dừng lại ở mức độ nó là chỉ là thiết kế không đâu hiểu nhá rồi từ câu hỏi khảo sát đến phỏng vấn đến xem xét đến đọc bài viết đúng không ạ thì chúng ta lại hỏi thêm một cái giá trị nữa nha vậy xin hỏi khách hàng là sau khi uống một sản phẩm của chúng ta thì hỏi là khách hàng là ví dụ khách hàng nó có một giá trị tương tác qua chúng ta là qua đâu ạ ví dụ nhắn tin cho chúng ta thì chúng ta phải hỏi là cho em hỏi là chị tìm thấy cái thông tin và sản phẩm của em qua đâu ví dụ đưa ra một vài cái liệt kê qua kênh youtube qua kênh tiktok qua kênh facebook các bạn hiểu không qua kênh website thì người ta bảo là chị tìm là qua là tiktok em ạ ok vậy thì sau khi tôi khảo sát toàn bộ tất cả một thời gian sau thì tôi thấy là cái khả năng cái kênh tiktok nó rất là lớn nhiều người tìm qua thấy tôi thì tôi hỏi bạn là lúc đấy tôi có tập trung vào việc truyền thông trên về tiktok không ạ các bạn hiểu cái 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 kênh mũi nhọn mà tôi mất tiền cho nó chưa có nghĩa là cái, đưa ra vậy thì lúc đó tôi có thiết kế về những cái sản phẩm như là video tôi thiết kế về banner để tôi chạy trên tiktok được không ạ các bạn có thể chạy slide trên tiktok vẫn được đúng không ạ và cuối cùng là sau khi mà tôi chạy tiktok là tôi hốt được người dùng rồi sau đó thì tôi sẽ chạy quảng cáo với nó bởi vì tiktok nó có cơ chế là cho quảng cáo chạy trực tiếp và tôi phải để lại cái gì ví dụ số điện thoại thì nó cấm rồi thì bây giờ chúng ta có cái cách nào để người hướng người dùng về cái vị trí mà chúng ta mong muốn để tư vấn không ạ các bạn hiểu cái này chưa nên nghiên cứu thị trường là nó sẽ phải như vậy. Vậy thì nghiên cứu thị trường phần thứ hai của chúng ta nó phải gồm có cái gì nữa thì các bạn nhìn vào đây. Trong một cái phiên bản thiết kế của chúng ta nó gồm có những cái thành phần như sau, giống như hôm trước thầy vừa chia sẻ cho các bạn. À, chúng ta tạo ra một khổ giấy. <laughs> nha. Bây giờ nếu mà chúng ta là dùng đa kênh, các bạn nhớ nhớ dùng đa kênh nhá. À, các bạn nhìn này trong một phần bản thiết kế của chúng ta nó có thể là khổ giấy của chúng ta nằm nằm ngang và chúng ta có thể là khổ giấy nằm dọc và chúng ta có thể là khổ giấy là hình vuông các bạn có nhìn thấy này không ạ vậy thì nếu mà chúng ta đưa ra một cái chiến dịch ví dụ chiến dịch của chúng ta là online thì các bạn sẽ phải làm tất cả các ấn phẩm truyền thông cho tôi từ gì? từ bia trang cá nhân của bạn các bạn có thấy là bia trang cá nhân có không ạ nếu bạn là người phát triển thương hiệu thì bạn phải có bìa của cá nhân và thậm chí cái bìa của cá nhân này là tất cả các nhân viên trong công ty cũng sẽ phải đưa cái bìa đó lên các bạn hiểu cái này được của tôi chưa bởi vì thứ nhất là vậy thì vậy đưa cái gì để vào trong cái nội dung về thiết kế này để làm sao để cho mọi người biết được về công ty của chúng ta để mọi người có thể làm sao truy cập để mọi người làm thế nào để có thể tìm ra cái sản phẩm mà các bạn mong muốn các bạn hiểu cách để bìa chưa thứ hai là bạn có thể để <laughs> <laughs> Avatar Rồi tiếp theo các bạn sẽ để theo chiều dọc với chiều ngang là Tùy thuộc vào nội dung thiết kế của chúng ta Vậy thì cái này chúng ta có thể là bìa cá nhân Chúng ta có thể bìa fanpage Cái này nó bìa youtube Cái này là gì ảnh banner chạy quảng cáo Của website Các bạn có thể đầy đủ không ạ Nhưng ở đây nó có một đặc điểm Đó là tất cả những cái này phải có chung nhá, Có chung một form Chung một nội dung, chung một hình thức Chứ không thể nào mà tự nhiên lại thấy một cái ông YouTube này thì thiết kế một kiểu khác Xong rồi ôm Facebook kia thiết kế một kiểu khác Vậy thì cái việc mà định vị người dùng người ta nhìn vào nội dung thiết kế quảng cáo nên Nó sẽ không đồng bộ và khiến cho người dùng có thể nghi ngờ về cái thứ mà bạn đang làm Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok Và tiếp theo nữa là vậy thì cái dọc hay ngang Vậy dọc của chúng ta nó sẽ làm cái gì? Đó là những cái banner AdWords mà các bạn đã vừa rồi Các bạn vừa tốt, à, các bạn vừa chấm bài đấy Các bạn nhìn banner AdWords không? chúng ta có chiều dọc hay chiều ngang vậy thì banner network của chúng ta nó phải kích thước bao nhiêu và thực tế nhớ nhé phải nhìn thực tế là nó có to hay không nó có nhỏ hay không bởi vì nhiều lúc mà thầy giáo có nhận xét cho các bạn là ô cái, cái banner này của em nó bé quá mà em cứ đưa cái hình ảnh vào thì có ai nhìn đâu đấy nhá các bạn có thấy không ạ khi một sản phẩm đặc biệt là banner banner liên quan đến website trừ banner facebook nhá banner website này banner thứ hai là banner của adwords là chạy quảng cáo google này và chạy quảng cáo google là gì người ta search trên cái google ấy người ta ấn vào một từ khóa nào đó nó sẽ ra những cái nhà tài trợ nhà tài trợ nó có nghĩa là mình mất tiền đấy em thì nó phải có một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là phải có đường link để người ta thích vào em trình bày sản phẩm đẹp lắm rồi nhưng mà người ta bảo là bạn ơi bạn hãy vào đi bạn kích vào đây cho tôi thì nếu không nói như vậy thì ai kích đúng không ạ em có thấy là người ta khách đi qua cửa hàng người ta thấy đẹp lắm rồi nhưng mà lại không chạy ra bỏ chị ơi chị vào cửa hàng em đi vào cửa hàng đi em có quà tặng cho chị đấy thì lấy đâu ra nên các bạn có biết rằng đấy là một trong những cái từ khóa cực kỳ quan trọng đó là cta là kêu gọi hành động nhá yeah. em có thấy là cta là một trong những yếu tố nếu nghiên cứu sâu nó cực kỳ kỹ ví dụ hãy kích vào đây được giảm ba ví dụ bình thường cái nút của chúng ta là mua ngay các bạn có nhìn thấy nút mua ngay không kích vào đây xem thêm có nhìn thấy những cái nút đấy không ạ nhưng bây giờ có những cái nút đấy người ta chỉ cần nói là gì kích vào đây xong có một từ mô tả dưới là giảm 30% phần hay là bạn làm một cái nút dài hơn được không ạ mua sản phẩm thì cái câu chuyện nó sẽ cực kỳ khác khi mà chúng ta nhìn thấy cái đích đến của chúng ta nhìn thấy sự mong muốn của khách hàng được không ạ thì các bạn nhìn thấy các sản phẩm online các bạn phải liệt kê cho tôi từ cái gì ạ banner cho web được chưa banner cho facebook banner cho gì tiktok nhà banner cho youtube là các bạn sẽ phải biết và tất nhiên cái này tôi yêu cầu các bạn sẽ phải liệt kê ra cho tôi là kích thước là bao nhiêu và sau khi kích thước bao nhiêu thì bắt đầu chúng ta mới nên phiên bản thiết kế đầu tiên là gì đánh được thông số của nó các bạn nhớ nhá ví dụ cái banner của thằng youtube nó to đùng to kinh khủng luôn thừa phần trắng rất là lớn nhưng thiết kế nó chỉ có nói bên trong là bao nhiêu thôi bởi vì khi up một phát lên nó phải vào đúng vị trí trung tâm của cái thằng bìa của cái giá trị YouTube đó. Và thần phần thứ hai là khi lên cái kênh mobile thì các bạn cũng phải nhìn được. Bởi vì tất cả các sản phẩm hiện tại bây giờ là chúng ta đều làm trên phiên bản của mobile. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo nhá. Bây giờ sau khi đã làm xong thì việc đầu tiên của các bạn là khi thiết kế thì bao giờ phải có mấy tiêu chí như sau. Tiêu chí số 1 của các bạn đó là tiêu chí ảnh. Các bạn có dùng ảnh không ạ? Tôi hỏi bây giờ này khoảng bao nhiêu phần trăm là khi thiết kế những cái banner, poster, standy, tờ rơi, tờ gấp, menu, catalog rồi bao bì nhãn mát rồi bộ nhận diện thương hiệu các bạn có dùng ảnh không ạ? Dùng ảnh có nhiều không ạ? Thì cái phần dùng ảnh này thì nó có mấy định dạng như sau. Nào, một có phải là ảnh sản phẩm không em? Nào các bạn có nhìn thấy ảnh sản phẩm không ạ? Và đã là ảnh sản phẩm thì có nguyên tắc là nó phải làm sao Nó có nét không? nó có đẹp không nó có được cắt ra và đưa vào một cái không gian để cho cho nó làm gì Đề co cho nó ngon không hay là chúng ta cứ chủ phát là chúng ta đưa lên thôi ạ à? đấy nhá mấy yếu tố đấy là các bạn lưu ý cho tôi nhá và tiếp theo là cái ảnh này nó sẽ gồm có một cái vị trí như sau đó là có người các bạn biết là KOC và KOL đúng không KOC là gì nào KOC là gì và KOL là gì chúng ta hay bảo là nhờ những cái người KOC KOL là cái gì nào chúng ta có hiểu đoạn đấy không ạ Thì em cứ tìm hiểu tí nữa tôi sẽ cho các bạn tìm hiểu cái vừa đấy bởi vì là cái này chúng ta nghiên cứu thị trường mà chúng ta nghiên cứu cái này nó không thiệt vào thân được bởi vì làm sao sau này em đi thiết kế bận bắt đầu trong đầu em luôn luôn phải là Ờ vậy thì cái ảnh này nó sẽ phải ra sao này À, thiết kế có ổn không ạ vậy thì cái ảnh này đầu tiên là ảnh sản phẩm nhá và ảnh sản phẩm phải được làm sao cắt ra design trong một không gian làm hiệu ứng hay như thế nào cho nó đẹp lên được không ạ chỉnh làm sao cho nét lên hiệu ứng nó ngon lên đúng không ạ có nhiều sản phẩm người ta còn dựng qua 3 d cơ các bạn ví dụ mỹ phẩm là người ta dựng qua 3 d đấy máy tính người ta dựng qua 3 d đấy ô tô người ta dựng qua 3 d đấy có nghĩa là dựng qua 3D thì người ta đổ chất liệu xong người ta render vào thì cảnh nó sẽ cực kỳ là bắt mắt đẹp hơn rất là nhiều và trông đột nè hơn Thứ hai là các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta là phải có người mẫu. Có đúng không? Và người mẫu đấy phải làm sao? Có sinh không em? Phải sinh. Phần thứ hai, cái người mẫu đấy phải làm sao ạ? Có sở hữu đám đông không ạ? Có nhiều fan không ạ? Vậy thì sở hữu đám đông đấy bởi vì tại sao người ta phải chọn người mẫu đấy? Bởi vì khi người ta cầm cái điện thoại lên thì có rất nhiều những người mà fan thần tượng ấy. Người ta chỉ nước qua thôi. Ô, thần tượng của mình là mình có thể dừng lại. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? và đôi lúc là người ta còn chưa nói là đấy là mới chỉ là ảnh thôi về sau này còn dùng video à, các bạn ơi hôm nay tôi đã đến một cái cửa hàng và tôi đã trải nghiệm qua một cái sản phẩm rất hay như thế này thì các bạn xem nhé các bạn à, nếu mà thật sự thích thì các bạn hãy đăng ấn vào cái link ở phía dưới hay như thế nào đó thì các bạn có thấy nó bắt đầu ra video được không ạ đấy nhá vậy thì các bạn có thấy là tại sao là người ta có điều đấy không ạ vậy thì ví dụ chúng ta không đẹp gái không xinh gái không đẹp trai thì bây giờ chúng ta phải làm sao phải trở thành người nổi tiếng, người nổi tiếng phải có cực kỳ chuyên môn. Chuyên môn chúng ta giỏi về cái gì? Đúng không ạ? Ví dụ có những người rất là xấu trai nhưng mà để làm make up rất là đỉnh cho các chị em, đúng không ạ? Vậy thì có phải là người ta sẽ bán những cái bộ bộ make up này có ngon không em? Nha các bạn nhìn này, đây là một cái gương mặt mộc Hôm nay tôi sẽ giới thiệu và tôi sẽ dạy cho các bạn một chiều tiêu chí là làm thế nào để biến một cái gương mặt như thế này trở thành một gương mặt như này bắt đầu nó dùng video cắt ghép ok xong chưa đây nhá, tôi dạy cho bạn từng lớp một bắt đầu dạy các chị em. Và các bạn nhớ một điều rằng cái phấn này cực kỳ quan trọng bởi vì cái phấn này nó sẽ giúp cho những làn da mà dần làn da của các chị em hiện tại bây giờ đang làm sao bị khô quá thì hãy dùng cái phấn này. ABC gì đấy. Em nghe cái nhau và sau đó thì người ta bảo là nếu các bạn mong muốn ok đây là những thương hiệu có thật và đây là những thương hiệu có uy tín và có giấy tờ đàng hoàng các bạn có thể tham khảo qua và tất nhiên những cái người người ta làm quảng cáo đấy người ta cũng phải tìm hiểu về về gì về sản phẩm nhá nếu mà không tìm hiểu sản phẩm một ngày nào đó mà dùng nhá nó bị trái nó không bị đúng như theo mong muốn thì nói thật cho em biết sự nghiệp của người ta sẽ đi xuống đúng không nó không dã man như ở bên trung quốc trung quốc nó chơi phát nó cấm sóng luôn thì đứt luôn nhưng mà ví dụ ở việt nam mình thì có thể ngóc này ngóc kia vẫn có thể sống được đúng không ạ nhưng bên trung quốc làm nhá có nghĩa là review sản phẩm thì chắc chắn là phải cực kỳ chuẩn về mặt giấy tờ và không ảnh hưởng đến đạo đức không ảnh hưởng đến sức khỏe thì người ta mới chơi nên bây giờ có rất nhiều người nổi tiếng người ta cực kỳ cân nhắc trong chuyện là nhận những cái việc quảng cáo đấy được chưa thì cái giá trị số 2 này của các bạn phải làm sao ạ phải là người gì trai xinh gái đẹp đúng không tiếp theo cái giá trị số 3 của các bạn làm quảng cáo đó là cái giá trị không tưởng làm những cái bất phi thường ví dụ các bạn như nhìn thấy bà tân vlog ạ nấu uh, nấu những nồi cháo khổng lồ rồi cái cái gì cái gì cũng khổng lồ em có nghĩa là bám rất nhỏ bé thì bám lại làm những có nghĩa làm những việc không tưởng các bạn hiểu cái này không ạ thậm chí là bạn có thể là quảng cáo uh, cho cái uh, cái cái có nghĩa là cái độ cay thì người ta có thể là lấy một cái biểu tượng như hình con rồng nó khạc nữa là uh, nó nó nóng quá hay như nào đó thì đấy là cái chuyện mà chúng ta có thể là liên tưởng để chúng ta có thể đi ra nhưng cái design đấy nó phải cực kỳ phù hợp với cái khách hàng mà chúng ta đã tìm hiểu ví dụ cái giới trẻ chúng ta đâu có thích rồng đâu ví dụ thế tự nhiên cứ đưa con rồng mà nó có thích đâu đúng không nhưng mà có khi đưa con pikachu và có khi lại ngon đấy ví dụ thế thì đấy là giá trị mà các bạn phải tìm hiểu những cái linh uh, vật nếu mà các bạn đưa vào thì các bạn sẽ phải tìm hiểu như vậy nhá thì ở đây nó có ba yếu tố một là sản phẩm hai là người nổi tiếng thứ ba là giá trị không tưởng của các bạn các giá trị không tưởng đấy thì các bạn sẽ phải làm cường điệu hóa lên cường điệu hóa lên để làm sao người ta phải ấn tượng bởi vì các bạn có thấy là tất cả những sản phẩm truyền thông của chúng ta được online trên mạng là được đi qua bàn tay của bạn luôn luôn cầm cái iPhone nướt hoặc là cái mobile của các bạn nướt 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 nhưng mà các bạn dừng lại bởi vì lý do nó quen thuộc. Thứ hai nó ấn tượng. Quen thuộc là gì? Đó là người mẫu. Quen thuộc là gì? Và tất cả những sản phẩm khi được mua là đều qua quá trị trị gì? Nghiên cứu về sản phẩm đấy của khách hàng rồi. Khách hàng đã biết cái sản phẩm đấy rồi thì mới dừng lại nhá, còn không biết là còn đâu mới dừng lại. Các bạn hiểu cái này chưa? Thì cái phần ảnh của chúng ta có thể đặt sang bên tay trái À, chúng ta có thể đặt sang bên này phải. Được không ạ? Đấy, vậy thì ở đây cái hình ảnh đầu tiên của chúng ta đặt như này đã. <laughs> Tiếp theo, cái khổ giấy của chúng ta thì nó là nơi chứa cái một cái phần rất là quan trọng. Đó là phần background. Background là nấp nền cho sản phẩm. Vậy thì để muốn tìm ra cái nấp nền cho sản phẩm này thì bạn phải lên trên Google search cho tôi mấy cái từ khóa như sau. Background liên quan đến mềm mại. Background liên quan đến doanh nghiệp đó. Background liên quan đến sản phẩm đó ví dụ các bạn search một cái background background my computer chẳng hạn như thế thì nó sẽ ra nhiều dạng máy tính để cho các bạn sau đó thì các bạn có thể là search background máy móc background về công nghệ thông tin background đấy có nghĩa là mình dùng từ khóa làm sao để mình lấy một cái background phù hợp được chưa tiếp theo sau khi mà đã có sản phẩm xong đã có người mẫu xong đã có background xong thì nhớ trong cái phần background thì các bạn nhớ hay chọn cho tôi làm thế nào để tìm ra cái background nó phải trùng với cái màu mà thiết kế chúng ta đang làm trùng với màu của sản phẩm có nghĩa là mang hơi hướng của màu sản phẩm hoặc là nó tôn sản phẩm chúng ta nên chứ không phải là cái kiểu là sản phẩm một kiểu mà lại màu background một kiểu vậy thì ở đây nó có hai tiêu chí một là may mắn thì bạn tìm ra cái màu được nguồn nó luôn nhưng nếu bạn không tìm được ra thì chắc chắn là phải sơ chế nó sơ chế qua cái gì quá là qua các bạn qua photoshop blend màu các bạn phải chỉnh màu làm sao nó phù hợp các bạn hiểu cái này chưa và kéo màu được chưa? À thứ ba nữa là gì? Trong cái phần background này là nó phải mang một cái gì ạ? background và sản phẩm của chúng ta nó sẽ liên quan một cái thứ gọi là bố cục. Bố cục là sự sắp đặt các đối tượng trong một hình chữ nhật, hoặc hình vuông, hoặc hình tròn. Các bạn hiểu ừ. cái này chưa? Và nó phải đặt cái tiêu chí là gì? Chính và phụ nhá. Bố cục là giá trị sắp đặt. Đấy, chính và phụ. Và cái hình bố cục của chúng ta nó có thể loại là bố cục gì? Trong một cái khung và cái khung đấy nó phải mang liên tưởng đến cái thương hiệu của chúng ta, từ giá trị tiếp theo là số 3 chính là logo. Logo của chúng ta có thể là hình vuông, logo của chúng ta có thể là hình gì? Tròn. Và logo của chúng ta có thể là hình gì? Tam giác và có thể là tự do. Các bạn hiểu cái này chưa? Vuông, tròn, tam giác có thể là lượn sóng có thể là sáng tạo tùy biến nhưng tóm lại nếu mà bạn đã có hình logo thì cái bố cục của các bạn làm ra thì phải mang hơi hướng của logo nên tôi góp ý như sau là thường thường khi làm về thiết kế đồ họa chúng ta hay lấy từ hình nhá từ hình của cái logo đó đưa ra lấy hình từ logo đưa ra để làm bố cục các bạn hiểu không ạ lấy hình từ logo để làm ra chất liệu lấy hình từ logo để làm ra cái bố cục thì mới gọi là giá trị vế về cái nghiên cứu của chúng ta nhá được chưa tiếp theo cái phần thứ ba là phần cực kỳ quan trọng phần này không những các bạn về hiểu về công nghệ thông tin chúng ta phải còn hiểu về rất nhiều yếu tố liên quan đến gì các mạng và các gì cái cái không gian mà chúng ta đang dùng trên các nền tảng đó ví dụ các bạn thiết kế cho banner của facebook thì tôi nói thật cho bạn biết đầu tiên là phải có kích thước đã, phải chuẩn kích thước nhá. Có hiểu chuẩn kích thước không? Phần thứ hai là gì ạ? Cái tách nội dung, cái content nội dung trong đó nó chỉ chứa khoảng 20% thôi. Có nghĩa là nội dung text chỉ chứa lên 20% thôi. Chứ nếu mà bạn nhiều hơn nhiều text thì cái giá trị mà các bạn chạy quảng cáo hay tương tác nó cực kỳ kém. Vậy thì 20% nó là cái gì? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Chúng ta sẽ chọn vào object. Chúng ta sẽ chọn vào path chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng chia chia cái này thành những cái ô ra thì để làm gì ạ ví dụ có nhiều chỗ khác như là làm cho cái photoshop thì nó có lưới làm in nó cũng có lưới làm cho corel thì làm cho corel cũng sinh ra lưới vậy thì cái này các bạn nhìn này tôi tích vào đây một cái thì lúc này các bạn nhìn này tôi tích vào đây tôi tăng cái giá trị này nên nó chia này nhìn thấy chưa tại sao phải chia làm năm năm cái này nhá một hai ba bốn này năm này năm theo chiều ngang và đây là năm theo chiều dọc các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Vậy thì cái 20% của tất của bạn nó chỉ chứa vào trong giá trị của 5 ô này thôi. Các bạn làm thế nào cũng được. Đầu tiên bạn sắp 5 ô, sau đó tách rồi thì bạn dàn xuống phía dưới thì nó chỉ chiếm với tỷ lệ 20% của cái ảnh đó thôi thì nó mới ok. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Nên chính vì vậy mà khi đi tư vấn cho khách hàng Nếu mà mình có một cái kiến thức thì mình phải nói là Nội dung chị ơi cái tách này nó dài quá Nên em chỉ cắt những cái phần quan trọng thôi Em đưa vào cái nội dung mà phiên bản thiết kế banner của em Và trong cái phần thiết kế banner của em Nó có phần mô tả phía dưới Thì những cái tách mà nội dung của chị dài Chị đưa xuống phía dưới cho em Chị hiểu cái này không ạ Bởi vì là cái thằng Facebook nó không cho phép Chị chọn nhiều chữ đâu ạ Chị hiểu cái này không ạ Vậy nên tại sao trong cái banner Facebook nó có mấy cái kiểu như sau là vừa rồi các bạn cũng đã làm đó là có một cái banner ngang, sau đó lại có những cái banner theo ba cái dọc như này, đúng không ạ? có à, đúng không các bạn? À, tại vì sao chúng ta phải nghiên cứu cái này nhá, bởi vì là ở đây ví dụ như là thầy bán nhà bất động sản thôi. Nhìn chưa? Thì trên là không gian là cái phối cảnh của tòa nhà nó trông rất là đẹp, rất 3D thì ở phía dưới đấy thầy viết ghi là trường học bệnh viện khu vui chơi các bạn hiểu cái này chưa và thầy đều có hình ảnh ví dụ như bệnh viện thấy cách nhà khoảng 1 cây một km thôi Đúng rồi, trường học một cây và khu vui chơi cũng một cây thôi vậy thì tất nhiên nó mới bán được chứ và trên đây nó phải có nội dung như nào thì vừa rồi thầy viết nói cho các bạn là gì chỉ cần giá trị từ bao nhiêu triệu đến bao nhiêu triệu Ok, và chúng ta được cái gì? Ngân hàng bảo trợ hãy liên hệ vào cho số điện thoại ngay. Ví dụ bạn đưa số điện thoại như vậy thì liệu ở trên ví dụ TikTok người ta không cho nhưng mà trên Facebook người ta vẫn cho đấy. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Vậy thì cái tiêu chí thứ hai của các bạn là gì? Chúng ta phải tìm hiểu rằng là cái này có đặt đặt trong ví dụ Facebook thì không có nút là kích vào đây. Các bạn hiểu cái nút kích vào đây không? Bởi vì khi mà bạn chạy quảng cáo với một tiêu chí ví dụ Facebook thì nó có một nút là gửi tin nhắn cái nút ấy tự sinh ra nhá nó nút của thằng facebook nhá thì bạn nhìn vào đấy nó gửi tin nhắn thì vào phát tích phát bạn sẽ vào cái 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 công cụ về tin nhắn của nó và nhắn tin thì lúc đó cái người chủ của thương hiệu người ta sẽ vào đó người biết à ông này tin nhắn người ta sẽ chat lại tư vấn lại và lúc đó chúng ta sẽ phải trôi qua một cái cấp độ nữa đó là chốt khách hàng em biết chốt khách hàng không ạ và chốt khách hàng nó sẽ phải liên quan một thứ cực kỳ quan trọng là bạn sẽ phải được đào tạo hiểu về sản phẩm của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta bán sản phẩm A mà chúng ta không hiểu sản phẩm A thì có bán được không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Bán sản phẩm A mà khi người ta tương tác mình rồi lại không biết tư vấn kiểu gì. Bởi vì mình có hiểu sản phẩm đâu, lấy đâu ra mà bán. Không biết phân tích sản phẩm, lấy đâu ra mà bán. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ nó có hai trường hợp như sau, khách hàng chúng ta có thể mua ngay chốt luôn bằng cách là chuyển khoản, đặt cọc. Được chưa? Loại thứ hai là không mua ngay thì các bạn phải nhớ phải nốt vào. Các bạn biết nốt vào là gì không? Các bạn nốt vào là đây là khách hàng Nguyễn Văn A, họ không mua được bởi vì họ đang năn tăn về giá, họ chưa có tiền bởi vì đến cuối tháng họ mới có tiền. Rồi các kiểu thì ok liệt kê vào. Liệt kê vào cho tôi để làm gì ạ? Để cuối tháng người ta có một chương trình gì đó là gì giờ vàng thì giảm giá xuống để vét toàn bộ tất cả những người không có tiền không đủ tiền hiểu chưa ạ đầu tiên nguyên tắc của quảng cáo là phủ mặt phủ mặt là gì bạn nhìn thấy tôi sau khi mà phủ mặt thấy thấy rồi thì lần thứ hai là giờ vàng thì cái giờ vàng ấy sẽ được các tư vấn viên người ta sẽ inbox trực tiếp vào chính cái facebook cá nhân của những người đó bảo em ơi đây là giờ vàng rồi nên được hỗ trợ cho em bao nhiêu phần trăm thì giảm giá xuống thì cô phải vét tất cả những đống đấy không ạ các bạn hiểu cái này chưa nên là khi mà nguyên tắc của bán một sản phẩm ấy là không đơn giản là chúng ta chỉ trình bày mỗi cái ảnh có nhiều người học đồ họa bảo là em bán mỗi cái ảnh đây phát này em bán là xin lỗi nó toàn phép đấy các bạn hiểu cái này chưa không hiểu sản phẩm không tư vấn được không chốt được đúng không ạ bây giờ tôi lại hỏi cho các bạn về cái chốt khách hàng nó có hai kiểu nếu bạn chọn <laughs> bạn đã nghiên cứu khách hàng nó đúng nghĩa nghiên cứu khách hàng đúng nghĩa gì à nó tầm tiền đúng rồi nó có đủ tiền để mua sản phẩm bạn thì tôi thề các bạn nếu mà là sản phẩm tốt rồi thì nó mua luôn nó không cần phải suy nghĩ đâu ạ à. bạn chỉ cần chứng minh cho tôi đó là nguồn gốc ra sao này đúng cái thứ mà nó thích này nó đáp ứng được cái nhu cầu của nó này đúng không và cái hỗ trợ về giá là nó chơi luôn đúng không nhưng loại thứ hai là các bạn sẽ không có nghiên cứu thị trường là không biết là cái phân khúc khách hàng này là khách hàng có tiền hay không nghiên cứu và đúng khách hàng là không có tiền thì tôi thề các bạn là bạn có thể nói hay bằng rời nhưng bạn là em biết là sản phẩm hay lắm rồi nhưng mỗi tội em không có tiền thì mua bằng mắt đúng không ạ vậy thì người ta mới sinh ra rất nhiều kiểu để dành cho những người không có tiền đó là gì mua cùng với nhau em biết mua cùng với nhau không? gom đơn đúng không ạ hiểu các bạn biết cái trò gom đơn không ạ đúng chưa và thậm chí là người ta cho một cái trò là mua nhưng phải đợi em biết mua phải đợi không để tôi gom khoảng 50 ông lại với nhau để tôi đưa ra một chiến dịch là giảm giá 20% hiểu cái đấy chưa các bạn có thấy là trên mạng có nhiều cái trò đấy không ạ gom đơn thứ ba là bạn sẽ trở thành cái người gì giới thiệu sản phẩm cùng mua với một người nào đó biết cùng mua một người đó thì bạn sẽ phải chơi một cái trò là bạn tác tên của người bạn của bạn vào và cái người bạn mà được tác vào nó phải cùng sở thích và cùng mong muốn là mua cái sản phẩm này ví dụ bạn chỉ cần tác được hai cái thôi thì có nghĩa là tiền tôi đang trả cho facebook tôi không trả nữa mà tôi trả trực tiếp cho bạn với giá trị là 10% phần đó thì có phải là tôi có được một người khách tiếp theo thứ hai không nhưng bạn lại được cái giảm 10% phần trăm các bạn hiểu cái này chưa nên là ở đây có nguyên tắc có cái đội mà làm bán hàng nó rất là khủng khiếp đấy. nó rất nhiều nhiều cách thức hay nên chính vậy cái thiết kế của chúng ta chúng ta có hiểu không đã Chúng ta có hiểu không? Bởi vì khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta mới đưa ra các câu từ nội dung content nó phù hợp được nha. Ok vậy thì việc đầu tiên thì các bạn sẽ phải hiểu là cái thiết kế của chúng ta là trên nền tảng như thế nào thì chúng ta phải tương thích như thế. Ví dụ làm trên Facebook thì nó có mấy dạng như vậy. Lại thứ hai trên banner AdWord thì thường thường nó rất là bé nhỏ và bé nhỏ như vậy thì liệu chúng ta phải dùng câu từ cực kỳ nào đắt đúng không? Câu từ mà kiểu bình thường nó đích kích vào mà lại không có nút kích vào thì tôi hỏi bạn với mù tịt không dân trống không biết gì về công nghệ thông tin thì kích vào đâu kích vào đâu bây giờ các bạn không hướng dẫn các các bạn không trình bày các bạn không bày ra cho tôi thì tôi kích vào đâu mà trong khi đó tôi có tiền đây tôi đang có tiền đây nhưng mỗi tội là tôi không dùng mạng thôi đấy các bạn hiểu cái này của tôi chưa nên chính vậy chúng ta phải hiểu nhân và tiếp theo <laughs> cái nội dung content đây là phần thứ ba của chúng ta là cái nội dung của chúng ta nó phải ra sao nội dung Nội dung của nguyên tắc của quảng cáo thì phải làm sao? Ngắn và đơn giản, không được dài nhá. Nó không phải là poster, hoặc là không phải là một cái catalog mà chúng ta đọc. À, poster còn đơn giản nữa, được chưa? Nhá. Catalog thì các bạn đọc giới thiệu bài viết ok, đọc hết, nhưng mà vấn đề bạn đi qua, đi qua một cái poster thì nó phải đơn giản, phải đơn giản phải ảnh đẹp, nội dung hấp dẫn và phải có đường link hướng đến là gì? Có thể là mã quét QR, có thể là cái gì ạ? À? Làm thế nào để tôi vào được để đường link website hay cái gì đấy, được không ạ? À? để người ta có thể truy cập người ta ngồi vậy thì cái việc dán nhá các bạn nhìn này dán cái xe buýt đấy thì bạn dán bên trong hay dán bên ngoài đấy đấy là câu chuyện nhá vậy tôi hỏi bạn nhá xe buýt này chúng ta có hay ngồi chờ thì chúng ta chờ bên trong hay chờ bên ngoài <laughs> chờ bên ngoài <laughs> các bạn biết là cái mặt xe buýt nhá bên này bên, bên này thì theo theo các bạn là sẽ bên trong nó đắt địa hơn là bên ngoài chúng ta sẽ đo nhé chúng ta cứ đi đo đi chúng ta cứ xem thì thầy 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 sẽ cho các bạn mà trải nghiệm thôi cũng có thể là các bạn sẽ đúng và cũng có thể là sẽ thầy sẽ đúng đúng không ạ và các bên ngoài nó sẽ gặp một cái vật trở ngại khi trời mưa bên ngoài này các bạn đúng không vậy thì tốt nhất chúng ta sẽ dán cả trong và ngoài có <laughs> đúng không ạ để chúng ta sẽ làm sao tận dụng hết cái lượng khách hàng của chúng ta không ạ <laughs> Rồi, cái phân khúc khách hàng của chúng ta nằm ở đâu ạ? Khách hàng của chúng ta là văn phòng thì liệu chúng ta có thể dán là trong thang máy được không ạ? Các bạn có nhìn thấy trong thang máy chúng ta có cái có cái bảng mà điện tử nó ghi là 32 trên 32.000 à, cái quảng cáo đó. Vậy thì cái người nó nập ra đấy nó chỉ cần đến một cái tòa nhà nó đề đạt là cho mình à, xin đóng tiền nhá, cho mình xin đóng tiền là khoảng bao nhiêu triệu một tháng. Với điều kiện cho mình lắp cái này vào đây nắp cây vào trong cái cái chỗ thang máy em và lúc đó thì người ta sẽ cần chiến dịch làm sao đi quảng bá cái thương hiệu thôi thì làm sao tất cả khách hàng sẽ liên hệ với công ty đấy công ty đấy sẽ làm cái ảnh sau đó người ta sẽ cắm cho nó chạy trong cái thang máy đấy để người ta truyền thông thương hiệu và em nên nhớ một điều rằng cái đi truyền thông cũng rất oách các bạn có thấy không vậy thì cái đối tượng khách hàng của mình là văn phòng thì mình sẽ bán những cái khu vực của văn phòng bán những sản phẩm thuộc văn phòng các bạn hiểu cái này chưa rồi vậy thì cái nội dung các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ phải nghiên cứu về đối tượng người và cái này bạn muốn tìm hiểu được thì bạn phải search về banner của cái ngành nghề đó poster của ngành nghề đó được chưa hiểu cái này chưa đã và khi search xong thì các bạn sẽ phải tìm cho tôi mấy cái thứ như sau đầu tiên nhìn nhá các bạn nhìn này chưa bố cục bố cục có thể là theo hình vuông bố cục có thể theo hình tròn bố cục theo hình tam giác hãy search trên Google và tìm ảnh Biết tìm ảnh không ạ? Và sau khi tìm cách nào thì lưu về một folder cho thầy Hiểu cái này chưa? Loại thứ hai là khi tìm banner xong Thì các bạn có thấy là có cái nội dung content trong đó không ạ? Ví dụ Chúng ta search vào một cái Google nha Ví dụ các bạn nhìn này Tôi sẽ chọn vào Google này Tôi search là banner như này nhé Đây tôi search là banner trang sức là sau khi tôi search banner trang sức xong Thì tôi chọn hình ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy có phải là có người mẫu không ạ Có nội dung không ạ Đúng chưa Và có sản phẩm không ạ Vậy thì cái việc của các bạn tìm là gì Người mẫu Đúng không Tiếp theo sản phẩm đúng không Thứ ba logo đúng không Và thứ tư là nội dung content của các bạn đây Và cái nội dung này Các bạn nhớ phải ấn vào công cụ cho tôi Để chọn vào cái kích thước lớn nhất Để chọn ra những cái hình ảnh đó, nó tốt nhất cho các bạn Ví dụ các bạn có thấy là nó, nó có thể trình bày mỗi sản phẩm không? Và trình bày sản phẩm thì có phải là bình thường cái này đâu có được ghép trong cái bục này đâu. Nó ghép vào để nó tạo ra cái cảm giác nó đẹp hơn. Các bạn có thấy vừa rồi tôi vừa nói cái điều đấy không ạ? Là khi bạn sản phẩm chụp xong bạn phải được cắt ghép, bạn phải được chỉnh sửa, bạn phải làm cho nó đẹp nhất. Và đưa xong ngay thì sau đó thì bạn sẽ chuột phải và lưu nó về cho tôi. Tôi có logo rồi nhá. lưu về. lưu về dưới dạng gì? À chúng ta sẽ tạo ra một cái folder. <laughs> Và sau khi mà tôi tạo folder xong thì tôi sẽ ghi là gì? Bài tập Nghiên cứu thị trường Ok Về trang sức Sau đó tôi sẽ xếp cái file này lại Đây là một thảo Được chưa? Bước số 2 là gì? Tôi phải tìm gì? Sản phẩm Tôi ghi là sản phẩm vào đây Viết sản phẩm gì đó Đây và sau khi mà tôi xuất sản phẩm thì các bạn có thấy là ảnh đẹp chưa? Ok, tôi lại chọn công cụ và tôi lại chọn vào lớn hơn để em gì à sản phẩm đẹp quá cái này to hơn này chọn vào đây và chuột phải nư nó về biết nư nó về không chúng ta sẽ tìm 5 đến 10 cái như vậy ví dụ sản phẩm này ở ờ, cái này to này và các bạn nhìn nhá đợi nó nát nhá nếu nó nát mà mãi mà nó không được mà nó vẫn mờ như này thì có nghĩa là chúng ta không lấy được cái này rất xấu nhìn xấu chưa tích vào đây cái nào nét thì mình lấy còn cái nào mờ bỏ qua bởi vì có nhiều thằng nó tăng kích thước sai nên nhưng mà thực chất bản chất gốc của cái đấy thì cực kỳ tệ các bạn sẽ chọn vào đây lưu vào cho tôi được chưa sau đó các bạn search là gì background được chưa và search như này thì các bạn có nhìn thấy background chưa cái này ví dụ bạn là thấy ơi em search background đẹp lắm nhưng mỗi tội nó có cái này thì cô xóa được không ạ chúng ta phải xóa đi để lấy background của người ta được chưa chúng ta lại chọn vào công cụ chúng ta để tìm background tất nhiên background nó có thể tìm nhiều hướng nha bạn hãy search một cái background nó phù hợp và lấy về cho tôi và các bạn đi xem như này các bạn sẽ nhìn thấy à cái tông màu của những cái thương hiệu về trang sức nó có thể là hơi be vàng à có thể là trên nền xanh các bạn có thấy không trên nền đỏ chứ có phải trên nền xanh lá cây mấy đâu em nhìn thấy chưa tỷ lệ xanh nó cây ít đâu vậy thì khi mà mình chọn màu ấy mình chọn màu cũng thông minh hơn người khác bởi vì là mình đã trải nghiệm một lần rồi xong chưa rồi sau khi làm xong thì bây giờ mình đi đến một cái công đoạn nữa nào vào lại vào Google tiếp vào Google để em gì lấy nội dung content biết nội dung content là gì không ạ ok chúng ta sẽ chụp ảnh vào đây chúng ta sẽ tải cái ảnh lên và tiếp tục chúng ta chọn vào đây thì có phải là đây là cái nội dung mà chúng ta vừa làm không ạ đấy đúng không tích vào đây và ấn vào open sau khi open xong thì nó sẽ có một cái biểu tượng là Đây là, em nhìn thấy tự nhiên nhấp nháy nhá Chúng ta sẽ có biểu tượng là dịch Nhìn thấy nha Cùng Ngọc Thanh Đấy ừ. chưa Nâng tầm đẳng cấp Vậy thì có phải là đây là nội dung không Copy cho tôi cái Biết copy điểm gì không ạ Ctrl C Sau đó sang file Word Biết sang file Word không Đấy các bạn có thấy không Làm đúng tuần tự như này để làm sao Để chúng ta làm thật đấy có nhiều người sau khi học xong thì thích cái đồ họa bạn là thầy ơi nhưng mà cái CV nó phải là những sản phẩm thực tế cơ. Vậy thì tôi hỏi bạn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ làm bán thực tế được không ạ? Kiểu đội chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp ấy thì mình làm bán chuyên nghiệp có nghĩa gì? Mình lấy nội dung thực tế, mình lấy nội dung về cái gì? Về logo thật, nội dung thật, địa chỉ thật và mình làm lại cho nó đẹp hơn. Vậy thì có phải là sau khi người ta nhìn CV, ví dụ em ứng tuyển vào trong cái bộ phận hình ảnh cho một công ty trang sức là nhìn Ô, bạn này bạn đang đẹp này đẹp hơn cái kia này cái cũ này thì ít nhất người ta mang em về người ta chỉ cần nói hai ba câu người ta cho em vào làm thiết kế được chứ bây giờ em bảo lại em làm đồ ăn mà em đi ứng tuyển vào trong về về trang sức thì chắc có lẽ nó là loại em được hàng đầu đúng không ạ nên các bạn nhớ nhà trong hồ sơ xin việc chúng ta có hai loại loại thứ nhất là có chủ định biết chủ định là gì ạ là chỉ làm về dòng đó thôi ví dụ ông nào thích spa thì làm toàn spa hết cho tôi làm chuyên về đấy để ứng tuyển làm sao đưa hồ sơ lên em muốn vào spa rõ ràng em muốn vào mỹ phẩm em rõ ràng nhưng mà ví dụ em muốn vào yến ấn thì nó phải có cái gì tờ rơi tờ gấp em phải thiết kế biết thường được hết thì nó mới cho em vào chứ <laughs> em hiểu chưa còn cái loại mà không có chủ định là cái gì cũng có vậy thì hồ sơ của các bạn ít nhất tại sao tôi nói là phải có 200 sản phẩm là vì thế và chúng ta chỉ chứng minh được cái điều đấy thì chúng ta mới làm được thôi và với những cái vừa rồi tôi vừa nói cho bạn là cái nền tảng về nghiên cứu thị trường đấy thì bạn đến bạn nói chuyện này Ví dụ bạn nói chuyện với doanh nghiệp bạn là em có hiểu đoạn này là chúng ta phải làm thì phải có tiêu chí gì không? Ví dụ anh ơi cho em xin một cái mức giá của thị trường anh ơi cho em xin cái background anh ơi, em cho xin logo anh ơi có cái người mẫu nổi tiếng không cho em vào anh ơi cái phần sản phẩm em trình bày trong cái không gian như này được không bởi vì đấy là những câu nói lý do là chúng ta đã nghiên cứu thị trường rồi anh ơi cái tách trên nội dung về banner như này không được bởi vì lý do là trên facebook là nó nó không cho mình chạy quảng cáo như này đâu nên là anh nên bảo khách hàng là cho nó ngắn lại cho em bởi vì như vậy nó sẽ tương tác rất là có em mất nhiều tiền các bạn hiểu cái điều đó và khi em nói ra đấy em chỉ cần nói với cái thằng doanh nghiệp nó bảo ô thằng ấy nhiều kinh nghiệm nhỉ mà nói xong này sau khi mà đầu tiên có khi sếp đấy biết em em mới xuống hỏi cái thằng mà chuyên gia marketing nó chuyên chạy ấy nó bảo ờ thì như này được chưa bảo đây đúng rồi bạn mới nói đúng đấy là phải nên ngắn lại. thì tôi hỏi bạn nhé nếu mà như vậy thì liệu chúng ta có nên trả lương thấp cho một người mà hiểu biết không đúng chưa thậm chí em là người mới ra trường nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng được là các bạn nên vào công ty và phần thứ hai tôi sẽ đắp cho bạn một lúc sau thì bạn trở thành những người cực kỳ ổn luôn các bạn sẽ trở thành một trong những nền tảng không thể thiếu trong công ty trong bộ phận truyền thông nên là nghiên cứu thị trường nó quan trọng không chứ đừng bao giờ nghĩ là rồi các bạn có thấy nhá các bạn cứ đi xem tất cả những cái bài về thiết kế hiện tại bây giờ của các anh chị đó. cái gì cũng giảm giá 50%, 20% ok tất cả những tiêu chí em thấy không không có gì ngoài cái đấy cả Đấy vậy thì chiến dịch của khác bạn có khác không? Nhìn này. Các bạn có thấy người ta có chiến dịch không? Cùng Ngọc Thanh như lên nâng tầm đẳng cấp. Làm gì có giảm giá đâu em. Làm gì có giá trị giảm giá đây. Và lúc này sau khi làm xong, bạn hãy chọn vào file rồi lại lưu nó vào cho tôi. Lưu nó vào ở đâu ạ? Lưu nó vào chắc chắn là phần đào nát rồi. Lưu nó vào ở đâu? Đây ạ, đây là phần nội dung này xếp vào. Bây giờ các bạn có thiếu một thứ nữa rất là quan trọng đó là gì? Chúng ta search một cái biểu tượng tên là logo và nếu mà logo này là logo ngọc thanh thì bạn sẽ xuất logo ngọc thanh cho tôi còn bình thường thì chúng ta sẽ xuất như này logo trang sức chọn công cụ chọn kích thước lớn cho tôi <laughs> ở đây nó có một cái điều đặc biệt như sau nếu em làm logo thương hiệu có thật nha thì cái này khi mà bạn đăng lên tiktok nó sẽ hỏi là bạn phải xét duyệt thương hiệu và nếu xét duyệt thương hiệu nếu bạn không điền đủ thông tin thì ngay tức nó sẽ cho bị bạn hạn chế các bạn hiểu cái này chưa đã dùng thương hiệu người khác khó nha phần thứ hai facebook cũng hạn chế nếu mà các bạn dùng thương hiệu nổi tiếng bởi vì nó cảm giác bạn làm hàng giả ấy nên em biết bây giờ nhiều lúc người ta quay quay video người ta phải che logo có nhìn thấy để ý điều đấy không ạ có nhìn, che máu me chưa? em biết che mà máu me chưa che những yếu tố phản cảm chưa đấy nhá những chỗ nào mà nhạy cảm người ta che hết để làm gì để tránh trường hợp là sau này bị ăn gậy đấy ăn gậy của bản quyền hoặc ăn gậy của việc là không phù hợp với văn hóa là đứt đấy là tự nhiên một lần mình dính gậy đấy là sau đó là rất là khó khăn em hiểu không? còn thậm chí là dùng ký tự đặc biệt là không được ví dụ chạy quảng cáo trên google là dùng ký tự dấu khác là coi như đứt Nó có thể bị khóa tài khoản mà khóa tài khoản thì em biết là rất mệt mỏi luôn nha yeah. rồi đấy thì đây là ví dụ png bạn search về cho tôi lưu về và tất nhiên là tôi phải lưu vào đây rồi Hiểu này chưa? Và tất nhiên là bây giờ chúng ta sẽ chọn nó gì? Người mẫu đúng không? Ở đây thì có rất nhiều người mẫu thì chúng ta sẽ chọn một cái người mẫu có kích thước lớn cho tôi. <laughs> đây ví dụ chúng ta chọn ở đây. Cô này nếu mặt xinh. Được không? Thì bạn chuột phải lấy về. Còn cách thức khác thứ hai là bạn sẽ phải qua đâu? <laughs> Các bạn có thể qua Google. Các bạn dịch tiếng Anh ra. Sau đó bạn đánh vào những cái trang nước ngoài. Bạn lấy cho tôi thì như thế sau này cái việc mà hình ảnh của chúng ta đầy đủ rồi đây lưu về đâu rồi lưu hình ảnh dưới dạng và kết quả cuối cùng sau khi tìm xong thì bạn sẽ phải làm gì ạ có phải là thiết kế không anh nên một phiên bản thiết kế dựa theo những tư liệu chúng ta đã tìm hiểu tư liệu, nào, tư liệu nào, là tư liệu thô là nên tư liệu thô là mang về rồi còn cái việc của các bạn là sẽ phải thiết kế một sản phẩm liên quan trang sức mang đầy đủ các yếu tố như tôi vừa nói cho các bạn. Ví dụ, các bạn có thấy cái vòng này chưa? Các bạn có nhìn cái vòng đó Cô gái rõ ràng là cô mới đeo. Nhìn thấy không ạ? Nhưng đeo như thế này người ta không nhìn thấy độ đẹp. Nên người ta mới sinh ra gọi là tổng quan là chính là cô gái đeo sản phẩm. Nhìn thấy cái vòng tay chưa? Nhưng trích đoạn là phải trích đoạn ra như này để nhìn thấy hình trái tim một cái vòng đường nhảy À nó đẹp thì mình mới mua cho người yêu được có hiểu cái đoạn là tổng quan và trích đoạn không ạ ví dụ bạn muốn bán một tòa nhà nhà đẹp lắm rồi nhưng bạn phải trích đoạn ra là có phòng khách phòng ngủ phòng bếp nó trang trí như thế nào nó có đẹp thì người ta mới mua em hiểu cái tổng quan và trích đoạn chưa ví dụ người ta muốn bán một cái xe thì người ta sao phải có tổng quan bên ngoài sau đó người ta phải chiếu xem đèn xem gì đèn trước đèn sau xong đó xem nội thất em hiểu cái này chưa đấy nhá nhưng giá trị khi nghiên cứu xe lại Nên cái về option của các bạn Thì các bạn có thấy rằng là Khi nghiên cứu thị trường chúng ta nghiên cứu quá nhiều thứ Để đưa ra sản phẩm Và cái kết quả cuối cùng của các bạn là phải làm gì Phải có một cái gì Download Phải có một cái nội dung đây là phiên bản mà các bạn sẽ phải làm Nhìn thấy không ạ Và các bạn mỗi một bạn sẽ phải làm sao Làm khoảng 5 cái này 5 chủ đề khác nhau Hiểu cái năm cái này chưa Một 2, 3, 4, 5, 6 Thứ nhất, người mẫu Thứ hai, logo Thứ ba, content Thứ tư, sản phẩm Còn cái này là content lấy rồi Và chúng ta phải có background Hiểu cái này không? Và sau đó thì các bạn sẽ lên phiên bản thiết kế cho thầy Ok Bây giờ chúng ta sẽ vào Google Và bắt đầu chúng ta thực thi mấy cái giá trị đấy Các bạn muốn tìm hiểu ảnh Thì các bạn có thể lên trên Ví dụ như một số cái trang Như trang Freepix là miễn phí để các bạn có thể tải về nhá hiểu cái này chưa ok và hôm nay thì các bạn sẽ làm cho thấy cái này trước đã